Bình Hằng tiết lộ chồng đến tận phim trường thăm vợ. Bình Hằng cho biết trong thời gian quay phim Chị Em 2, chồng cô đã đến phim trường để thăm vợ, tham gia sự kiện công bố phim điện ảnh Chị Em 2. Bình Hằng đã có những chia sẻ về việc đến phim trường làm việc sau khi vừa tổ chức đám cưới ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Bình Hằng kể, ông xã không nói gì hết. Nếu mà nói là đã không cho đi làm rồi, mà nói thật ra là anh ấy có nói cũng không được. Chồng tôi hiểu cả tính và đam mê của vợ nên vợ đi làm thì anh ấy không nói gì đâu. Năm nay là năm đầu tiên tôi ăn Tết trong tâm thế là vợ người ta, nó đặc biệt hơn nhiều. Mặc dù Minh Hằng làm diễn viên lâu rồi nhưng đây cũng là năm đầu tiên có phim Tết. Tết đến, ngoài việc đi chơi, gặp gỡ bạn bè, người thân thì năm nay Minh Hằng còn ra rạp để kêu gọi khán giả đi xem phim. Bên cạnh đó, Minh Hằng cũng thú nhận, tôi may mắn vì có người bạn đồng hành hiểu, thông cảm, chia sẻ với mình. Thật ra thì thời gian để gặp gỡ gia đình, mình có thể sắp xếp được mà. Bây giờ mình cũng đủ kinh nghiệm, trải nghiệm để cân bằng cuộc sống. Nghĩa là Minh Hằng tin bản thân vừa lo được cho gia đình nhỏ, vừa làm công việc yêu thích một cách trọn vẹn. Ông xã không cấm Hằng làm gì cả. Anh ấy nói điều gì thấy phù hợp là cứ làm thôi. Ngoài ra, Minh Hằng kể, vì lo lắng cho vợ nên trong quá trình quay Chị Em 2, chồng nữ diễn viên đã nhiều lần đến phim trường thăm cô. Thấy Minh Hằng chăm chỉ làm việc, chồng cô cũng yên tâm phần nào. Minh Hằng sinh năm 1987, cô hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò là ca sĩ hát nhóm. Sau đó tham gia diễn xuất trong một số phim truyền hình. Năm 2007, sau thành công của phim Gọi Giấc Mơ Về, Minh Hằng vụt sáng và được khán giả biết đến nhiều hơn. Năm 2009 và 2011, Minh Hằng được bình chọn là nữ diễn viên chính được yêu thích của HTV Award. Tuy chưa được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng bằng khả năng nhập vai tự nhiên, Minh Hằng từng bước khẳng định tên tuổi của mình. Đầu năm 2022, Minh Hằng trở lại màn ảnh rộng cùng phim điện ảnh Bẫy Ngọt Ngào. Với dự án này, cô đảm nhận vai trò nữ chính và nhà sản xuất. Hiện tại, Minh Hằng đang bận rộn với việc quảng bá cho phim điện ảnh Chị Em 2 đóng cùng Ngọc Trinh, Lê Giang, Cao Thiên Trang.